hư không bị phá vỡ. Quý chính chủ là quý báu thật sự. Chỉ cần có một chuyện ở một cái nào đó mà tổn thương. Nhưng một chuyện không bị một nghiệp tổ chức thì quý báu sẽ bị đánh. Thì chính thành quý báu tự lậu của mình. Đừng có được điều gạt. Chúng ta không thể tìm thấy gì. Nếu như quý vị và quý vị đang được tăng thời gian, bây giờ quý báo của các vị mỗi người các vị đã có. Đạo lý như vậy, tự thật như vậy, hai lý vị và lý vị. Phần này giác tăng chính là chúng ta làm như là hồ đồ mê muội mà không biết. Những cái chân chính là cái gì? Tôi biết của tâm là những con tâm từ bi, nó có điều gì mà không có gì. Còn chính hồ còn cái chân chính đó thường giảng dạy chúng ta nghe rằng kết pháp liên động cùng với tất cả chúng sanh. Cúng dường bố thí bình đẳng phổ biến. Chúng ta hiểu đạo lý này mới được. Cho nên câu đầu tiên nói về cảnh giới, giống như chuyện thế giới của chúng ta.